cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Giọng Ngoại Chồng Ai. Chương trình do ai anh? Em muốn ra cùng với anh ha. Chưa chi em ra em chiếm diễn đàn. Trong khi anh Thư ra rất là đúng với lại một người mẫu, một khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Còn em ra em lấn lướt anh quá luôn, như mà đây chị còn giới thiệu sai nữa. Ủa em giới thiệu sai rồi. Anh có phải là khách mời, là ca sĩ, là người mẫu, là gì vậy? Nói nghe là Như, hồi nãy gia đình mình đang ở đây nói chuyện đúng không? Em có thấy hai cái dòng này nó lướt qua nhẹ nhàng không? Dạ em thấy giống như hai người anh của em. À, dạo này bên nhà hàng làm ăn được không? Ồ cũng được đó, okay. Chưa đông đông khách nhà. Ủa bán đồ trên. Ổn với hình đồ. Bữa nó qua bên ăn chơi nha. Ủa Trường Thành, Trường Giang. Ủa anh Nghĩa. Tới hồi nào vậy? Tới nào vậy? Hai cô gái nào ngồi cái bên anh vậy? Khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Ủa vậy hả? Ra cùng với anh mà lấn lướt anh quá anh buồn. Ủa vậy mà nãy giờ em không nghe nói gì hết trơn, không ai nói chuyện gì. Đó, hai chủ nhà quen thuộc của chúng ta là đây là Trấn Thành, là Trường Giang, còn hai em là khách mời thôi. Em bị hiểu lầm thôi, tại vì biên tập chương trình nói em tới đây em làm MC, em bị hiểu lầm thôi mà chứ đâu phải em muốn chặn anh. Biên tập nào đâu. Nguyễn Thị Ngân hả? Bà Nguyễn Thị Ngân biên tập chương trình này nè. Bé này là ai vậy anh? À, em là diễn viên mới chập chững vô nghề, em là diễn viên trẻ Khả Như ạ. À. Chào em. Dạ em chào anh Thành. Hôm nay mấy cấp hơi đậm. Ủa vậy hả anh, chết rồi. Em đâu có, em để mặt xương xương tới đây đó, mặt mọc. Trời ơi, lấy cái mũ anh cạo được không? Ôi, em có thể về đội nào được ạ? Thấy không, trong khi anh Thư bước ra đấy giờ người ta sang trọng, người ta điềm tĩnh, người ta không có nói được tiếng nào hết trơn. Vậy người ta mới là người đẹp, người mẫu. Không có anh ơi, nãy giờ em muốn chen lắm mà em chen không được. Và hai em muốn về đội của ai đây, Giang hay Thành? Thôi em về bên Trấn Thành đi, để có gì em khều khều kêu Thành cho góp ý cho em ra nói gì cho hay. À, vậy thì giờ anh Thư sẽ về với Trấn Thành, Khả Như về với Trường Giang. Dạ. Ủa anh sao anh thái độ với em vậy? Trời, tôi đi đâu cũng bị dính con nãy trơn á. Thiệt buồn ghê. Và hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai ca sĩ khách mời. Xin được chào đón Ưng Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh. Trước khi chúng ta chuẩn bị làm việc thì nhắc lại nha. Phạm Quỳnh Anh. Có lẽ Quỳnh Anh vẫn còn nhớ lần trước khi em tham gia cũng có một cái người nào đó rất là quen thuộc, nói rằng thích em. Bạn tôi, bạn thân mà luôn luôn gọi lộn tên em với một người khác, đúng không? Nhưng mà sau đấy rồi em cũng bị báo chí phỏng vấn này kia các thứ dữ dội lắm, nhưng mà em không biết là sự thật nằm ở đâu. Cho nên là ngày hôm nay em tính là nhân cơ hội này em hỏi luôn là hôm đó là nhầm thiệt hay là nhầm giỡn, để có gì còn về xóa số phone luôn. Người ta chỉ có xóa ký ức thôi chứ phải xóa số phone với nhau. Ai lại làm thế? Tôi nói thật với lại cô là... Tên gì? Yêu nhau để trong tim. Tên gì? Phạm Quỳnh Anh. Dạ. Vậy còn với bên đây thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ mà lầm lẫn được. Chỉ là tha rằng như thế. Tha rằng như thế. Ưng Hoàng Phúc. Cô sắp mặt lần trước. Lần trước em ngồi với ai? Trấn Thành. Ủa tại sao? Tại sao ai tới cái chương trình này cũng nói ngầu với tôi rồi thua sắp mặt là sao? Bởi vì trước hai người số lần mình thắng mà đúng không? Em nhớ. Vậy là gọi là hạp mạng, hạp tuổi, đó khác. Bữa nay Phúc muốn ngồi với ai? Bữa nay là nữ thì lady first đi. Sao giờ ta khó xử quá? Hôm trước là ngồi với Thành thắng rồi. Bây giờ mình đổi phong thủy thử đi. Đổi ngồi với Giang cho thua. Thắng chứ sao, thua anh chưa chiên chủ em rồi. Vậy thì Quỳnh Anh sẽ về với Trường Giang nha. Dạ. Và mời Phúc về với Trấn Thành. Rồi, dạ. Thôi, lần trước anh thua rồi, giờ anh thắng nha. Cái này thắng nha, Thành nha. Thắng nha. Dạ. Chứ là thua nữa là do tôi thua thiệt đó. Thua sắp mặt nữa rồi. Người chơi nào cũng muốn quyết tâm giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Và để coi phong thủy bữa nay bên nào hơn, may mắn hơn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 7 người chơi. Xin mời các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp với những người bạn làm những ngành nghề khác nhau. Bạn đầu tiên, bạn số 1. Bạn ấy mặc một bộ trang phục áo dài,
rất thẳng thớm. Vì sao? Bởi vì công việc của bạn ấy là ủi đồ. Bằng chung của cái avatar và cái avatar anh dạ, mặt bằng chung của avatar của cổ và các cách làm việc cổ rất là tự nhiên và thoải mái, chỉ đến khi bắt đầu hát là cố tình tỏ ra vẻ hát hay đấy. Bây giờ dù em thắng trận này sao em bảo là không hay á, ngay cả khi mà cố ý á thì cũng cũng không có một cái gì nó liên quan đến việc hát hay, em cảm nhận như vậy á. Ủa anh sao có chọn nghề ủi đồ vậy, có ủi đồ nữa hả em ơi? Cái nghề nghiệp trong cái chương trình này nó có nhiều cái hấp dẫn lạ kỳ lắm em. Thư mà đang mà trong cái tình trạng mà bị ai lừa dối hay là gì đó, đến chương trình này mất luôn niềm tin trong cuộc sống. Nó lừa từ đầu chương trình đến cuối chương trình, nó đừng có bao giờ tin gì nữa nha. May quá. Bình tĩnh, bình tĩnh sống. Em thấy là cái bạn này mặt sáng, mà thường thường mấy người xinh là thường hát hay giống như em. Thử một câu tặng mọi người đi. Giống như là tặng mình anh. Cô ta cầm đồ ủi. Khi ủi đồ. Ủi là. Ủa, dù đó là phù hồ, cái đó là phù hồ. Thì mình liên tưởng tới gì? Hình ảnh của một cô con dâu, cái tay ủi đồ hờ hững, không biết ủi đồ, đồ mà còn không ủi thì con làm sao ru cho tốt được. Em hát dở nha em nha. Mình đến với anh chàng số 2. Em sợ quá, nãy giờ nó cứ dạ lên mặt nó hoài. Công việc của bạn ấy là người chỉnh đèn. Đó. Cố tình cho mình nghe đó. Hiện nay bạn vẫn mặc đồ ở đây rất là có cá tính, cột tóc lên thấy không, nhìn cũng lạ, xõa tóc ra để cái đèn pin đâu lạ hơn. Ok, với một cái người có cá tính vậy thường là chúng ta sẽ nghĩ là nghệ sĩ là hát hay. Thế nhưng trong trường hợp này em nghĩ cái người này có cái hướng xàm nhiều hơn là hướng hay. Bài hát của anh ta sẽ vui như cách người ta tán đèn lên mặt mình. Khi mà hát nhép cái miệng để nhả chữ thì phải nói là quá hời hợt với lại cái miệng của mình đi. Em lại cảm thấy bạn này có thể là bạn này sẽ hát được. Không. 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 Hết hồn sao vậy? Không hay đâu. Sao vậy anh? Hát xàm luôn, không hay. Không hay đâu. Không hay luôn. Cậu này phải để tới cuối cùng hát trông như ưng hoặc phúc. Tiếp theo, cô gái số 3. Chơi hết rồi nè em, đâu còn miếng nào đâu. À, chị để em kiểm tra lại nha. Giờ nó đầy quá, chị không có thấy đó chị. Không, đầy chị cũng phải thấy chứ em. Chơi gì không có miếng tinh dầu nào vậy? Hết rồi. À, cho em coi nha. Chị ơi cho em coi nha, tại chị che lại á nên không có thấy được. Dạ. Ok. Cười. Nội dung câu chuyện này là gì? Đúng rồi, cái tiểu phẩm nãy hay á anh. Thông điệp như thế nào? Thông điệp là góc nhìn. Góc nhìn. Ừ, góc nhìn. Dạ, không phải là góc nhìn, hơn nhau, con người hơn nhau góc nhìn. Dạ, nhìn đúng góc sẽ thấy. Nhìn không góc là không đúng góc thì không thấy. Dạ, cái bản xà. Không, giờ nguyên tập năm nay cái chất xám nó hú hồn thiệt. Dạ, chúng ta chờ xem coi là cái sự kiện gì nó sẽ diễn ra sau đó. Em đang chờ xem là chồng của biên tập sẽ sống sao với nó nè. Trường Giang em thấy thế nào? Để vì cái tiểu phẩm nó làm mê hoặc, không tập trung vô. Không hiểu tại sao có thể làm được cái tiểu phẩm như vậy luôn á. Cái chương trình này một phần thành công phải nhờ cái bà biên tập. Nhờ bà Nguyễn Thị Ngân đó. Nó làm vui dễ sợ vui chứ. Cái cô gái này nè, nhìn cái dáng xàm. Đúng rồi, đúng rồi. Dáng là dáng xàm nha. Mà nói chuyện xàm luôn. Khi bạn hát hồi nãy, tự nhiên em cảm nhận bạn hát hay mới ghê. Sao nãy giờ em toàn trái ngược với Thành không vậy ta? Vậy ý em sao?
Em thấy các bạn này cái giọng nói hơi quê giống em á, thường mà em thì hát cực ghê luôn, cho nên em thấy bạn này chắc cũng ghê giống em. Anh Nghĩa hỏi em đi. À, Quỳnh Anh em thấy sao? Không sao, em ổn gì, chị trả lời đi, em ổn không sao cả. Em không ổn, cũng may nói gì đâu. Em thấy bạn này hát không hay anh ạ. Phúc thì phúc tới bạn này hát hay đó. Để cái răng á, với cái khuôn miệng của bạn á, thường những người mà cười đẹp thường là sẽ hát hay. Ủa anh Giang sao liếc em vậy? Em chung đội anh mà. Không thích. Không, đâu, anh đang lắng nghe những gì em nói. Em nói khoa học có phải không anh Giang? Đúng vậy. Vậy còn Giang? Em thì không có tin là được hát hay đâu. Rồi, để đó nha. Tiếp theo. Luôn. Không cho nghe tiếng luôn. Nó đã không cho mình nghe thì mình không nói nữa. Đúng rồi, lướt. Tại sao lại chọn một anh bạn nhìn có vẻ ngoài gai góc vào trong chương trình ngày hôm nay? Tại vì đơn giản đây là chú của ông biên tập. Không, có khi phải là bạn này hát rất hay. Xin lỗi anh nha, đa số sẽ nghĩ anh ta hát không hay. Làm việc. But và đặc biệt ông này làm cái gì đó, thí dụ vô tình bà Ngân bà đang ăn hủ tiếu. Ôi mẹ, khổ thân biên tập. Ai vậy? Ông đứng kế bên, lỡ nghêu ngao gì đó ca được mà. Mà bắt được anh thưa TV không? Theo em anh làm cái gì? Ừ, sơ phải không? Ok. Nhiều luôn. Tạm hỏi nhiều. Anh được lên là được mừng lắm rồi. Lấy tiền làm gì? Đó. Sao em hay ngược với mọi người quá vậy ta? Thưa bà đẻ ngược á. Đúng rồi đó. Tôi sao biết hay. Tưởng tượng phong phú quá hay sao á. Chứ em thấy bị nó lừa quá, giờ phải đề phòng chứ. Còn với Như? Không, nhưng mà em chưa nói mà. Em chưa nói là bạn này hát dở mà. Em nói rằng em trái ngược ý kiến với đồng đội của mình. Vậy là hát ok. Chị ơi, anh Thành anh sao vậy? Anh ổn không? Không, anh không ổn lắm. Còn Quỳnh Anh thấy thế nào? Nếu như một hồi mà em nói đúng thì sao? Đâu có sao đâu em. Đâu có sao đâu em. Mỗi người đang say sưa, phải dẫn đẩy cái ý kiến phải vô một cách là trái với cả thế giới. Ok, Captain Marvel, tôi đợi cô. Tiếp theo, bạn số 5, công việc của bạn ấy là cắt kính cận. Nói về bất động sản, khu vực quận 5 là một cái khu vực mà những anh chị có máu mặt hát dở của chương trình hay ghé tới. Dạ vâng. Thật ra cũng chưa biết được bạn này gì. Bạn mơ hồ. Biết bạn này mơ hồ thật sự. Em thì em thấy bạn này sẽ hát không hay. Chỉ cảm nhận là nhìn thấy khẩu hình của bạn là mình cảm nhận thôi chứ. Câu chuyện của không Hồng Phúc chắc chắn lắm. Câu chuyện của Hồng Phúc rất là giống cái bạn mà bán nước hoa, bán trầm hương này. Cần Thư, thế em đang đâm chiêu. Nè, tập trung đi mọi người. Lần này là cảm giác giống Phúc. Là lần này là giống mọi người đúng không? Thật ra là nãy giờ em muốn nói khác mà em sợ mọi người nói em bị lập dị nên phải nói giống Phúc đó. Không. Em cứ nói đúng cái suy nghĩ của em. Chẳng phải là mình. Bạn này hát dở. Nếu mọi người nói bạn hát dở thì em nói bạn hát hay. Vì sao? Em thích thế. Thật sự là em đến với chương trình bữa nay em cũng muốn chết đi sống lại. Ủa anh của em chết rồi nè. Anh ơi tỉnh dậy. Anh dạ, chết rồi. Bên kia đứng tim rồi kìa. Có thể nào cho tôi coi clip số 6 mà thiệt vui không? Để lấy lại năng lượng chứ. Một cô gái rất là xinh xắn trong một chiếc đầm trắng muốt, tay cầm một cuốn tập. Không biết cô ấy đang học bài hay cô ấy đang ghi chép một cái điều gì đó. Cô ấy công việc của cô ta là đòi nợ mướn. Dáng dốc vậy mà đòi nợ mướn cái gì? Tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy nó cũng sẽ rất là phù hợp với công việc của cô ấy. Dạ. Nhà thơ. Wow, nhà thơ. Giọng em hay quá, tìm đâu
đâu ra? Tại vì em để ý cái lúc mà bạn diễn ấy thì em thấy nó nhịp nhàng, cộng với cái cách đọc thơ á, thì em nghĩ là bạn có khả năng về hát. Exactly. Cách cô ta nhìn vào cuốn tập giống hình ảnh của ai? Nhóm bè Cadillac. Ủa? Phúc cũng tin là bạn này sẽ hát hay, vì Phúc thấy có một cái sự gì đó chuyên nghiệp trong cái vấn đề nghệ thuật. Còn anh Thư, đi ngược lại này nha. Mọi người tập trung. Mọi người áp lực quá. Bà là ẩn số của chương trình. Bà phán ra cũng như là lời sấm truyền. Em bị ác cảm với phụ nữ. Người yêu của Thư giờ đang làm nghề gì? Thôi nói bán sâm nãy ta giới thiệu rồi. Bán sâm nãy ăn đồ bổ nhiều nó hại đó em. Không phải lúc nào ăn sâm cũng là tốt đâu nha. Ăn mà ăn quá liều. Ăn quá liều đó, nhiều khi phải nhả bớt cái củ sâm đó ra. Uống nước sâm vô cho nó mát lại. Tiếp theo số 7. Công việc của bạn ấy là sửa ổ khóa. Hả? Bà này giống dáng nghệ sĩ lắm á. Trời ơi. Mây trôi trên bầu trời. Cả ông trời chàng dừng. Nói đi. Em biết không... em đang nghĩ gì? Em biết là anh đang nghĩ gì. Ok, anh sự... đang nghĩ cái em đang nghĩ. Em đang nghĩ, em sẽ nói cái anh nghĩ. Ok, à, tôi nghĩ là hai đứa đang chè cái mấy bộ phim. Ok, anh... né. Em không để nào chấp nhận được một người sửa ổ khóa mà mặt hoa da phấn như vậy. Đây, tôi biết lai lịch của bạn này. Ê, cười nó cười, nói chung nó cười. Thật ra các bạn hãy để ý vào cái cách anh ta mài khóa. Đúng như thật vũa... ra anh ta vừa móng tay. Ồ phải không? Anh này hiện nay là nhân viên của tiệm nail và laser. Yeah, yeah. Như vậy cố tình PR loại. Tại sao làm vậy? Làm về tội nghiệp bà chị mình chứ. Đúng vậy. Không, vẫn loại. Nếu không phải là nhân viên bà Giang thì là hàng xóm bà biên tập. Cũng không đến nỗi như vậy đâu. Nhìn thì dáng vẻ rất là mạnh mẽ đó mà... Nói mạnh mẽ mà nó cười nữa. Phúc nghĩ là không thể nào là thợ sửa khóa được là bởi vì tay sạch con. Bạn này có cắt da luôn nha. Có cắt da luôn. Và cái mặt với lại cái tóc này Phúc nghĩ là bạn này thích làm nghệ thuật lắm. Vậy là phải hát hay chứ. Bạn này sẽ hát hay đó. Đây, nếu như thằng đó hát hay thì anh biết chắc rằng anh Thư em sẽ cho rằng bạn hát dở đúng không? Nhưng mà phải là nhân viên chị Lý Giang không? Cái gì cho bà, đã cái gì bà bay về cái chỗ của bà, đã cái gì bay lại cho bà bay về cái hành tinh của bà. Trời ơi, Thư phải xác định là khi chương trình phát ra là cô mình có xem mình đó. Nó nghĩ gì về mẹ của nó? Nhưng mà em nghĩ lần này em giống mọi người hát hay. Mời Quỳnh Anh. Em là hát không hay nha. Giang nói không hay, tại sao vậy? Vì không có niềm tin. Tôi giống Trường Giang. Em nghĩ là cái bạn này ca là vui nè. Quỳnh Anh nghĩ vậy hả? Dạ, loại anh ơi, loại. Trời ơi. Trời. Thương nhỏ. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có 30 giây để chọn ra một người nào mình thấy rằng hát không hay để mình loại nha. Bắt đầu. À, để vui à. Who that boy, who that boy. Giờ anh... cho tôi biết xem các bạn chọn số mấy. Mời gia đình của Thành. Khi mà Sài Gòn quá đông. Có những nơi giáp ranh như là những nơi chánh điện Xuyên Hầm. Xuyên Hầm. Để qua một nơi khác. Đó là khu vực Thủ Thiêm quận 2. Cái thứ hai, chị ba, chị ba. Cô ấy hướng tới khu vực Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Quán tu tì đi nào. Sẽ quyết định may mắn ha. Ai thắng thì lấy đáp án của người đó. 2, 3. Thôi nghe lời Thư đi, cảm giác. Nhưng mà em bảo quá. Thôi bây giờ Thư nói vậy rồi cãi Thư sẽ được anh. Rồi, cho Thư. Xin lỗi em, số 3. Em có đi đâu
né cái spa của Thư ra. Cảm ơn em. Ok, mời ông số 2, ông mừng hú hồn. Mừng muốn xỉu luôn. Kính thưa các anh chị. Rồi, số 2 dính tiếp. Người ta thường nói ông bà có câu, bà con xa không bằng láng gì gần. Thấy chưa, ta nói mà, ác mộng chưa có qua đâu. Mà đã đi rồi, ở lại một mình, cô đơn lạc lõng lắm. Ý sao? Dạ em chưa hiểu ạ. Thêm một bà đi với bà xuống rồi. Em nói thiệt cả Nghĩa chứ sinh con ra xong trí nhớ bị giảm đó. Vậy thì bây giờ Giang chốt số mấy? Sao, đồng ý số 2 không? Dạ. Số 2 nha. Chúng ta sẽ coi cô gái số 3 hát như thế nào nha. Mời em. Hay. Nhìn mặt là thấy hay rồi nè. Hay ạ. Chết rồi. Mặt điềm tĩnh quá rồi, hay rồi em ơi. Hay rồi. Chưa đâu. Ba mua chưa phải Tết, từ từ. Cái âm thanh phát ra mình nghe rất là rõ ràng ha. Có vẻ như là cũng tròn vành ha. Nhìn cái dáng xàm. Ha, không hay anh ạ. Phúc thì Phúc thấy bạn này hát hay đó. Em để cái răng á, với cái khuôn miệng của bạn á, thường những người mà cười đẹp thường là sẽ hát hay. Khi bạn hát hồi nãy, tự nhiên em cảm nhận bạn hát hay mới ghê. Tại chị Thư á, em hay qua xì ba chỉ làm mà chị còn vậy nữa chứ chọn em luôn. Xạo lần sau đi nghe cái ba đó. Xạo loại không vô nữa. Yên tâm, lần sau tới dậm giá. Dạ, em giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Châu, mọi người hay gọi em là cô Miên ạ. Công việc của em là gì? Dạ hiện tại em đang làm ở điện máy xanh Trảng Bàng Tây Ninh ạ. Và năm nay em 27 tuổi.
Dạ. Okay. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Chào em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai số 2. Mời em. Ui, thích bài này lắm. Bài gì đấy? Yêu em rất nhiều. Hoàng Tôn, Hoàng Tôn. Yêu em rất nhiều. Thích bài này. Em nghĩ cái người này có cái hướng xàm nhiều hơn là hướng hay. Nhép cái miệng để nhả chữ thì phải nói là quá hời hợt với lại cái miệng của mình đi. Hát xàm luôn, không có hay. Không có hay đâu. Em tự nhiên em nhìn bạn này, em hình dung bạn này trong một cái ban nhạc nào đó. Cậu này phải để tới cuối cùng hát chung cho ưng một phút. Ngồi giữa bóng đêm, anh chưa tìm cái kiểu hai người loại đi chứ. Ngồi giữa bóng đêm, anh chưa tìm cái kiểu hai người loại đi chứ. Ngồi giữa bóng đêm, anh chưa tìm cái kiểu hai người loại đi chứ. Vì nỗi hồi nãy hai người chọn số 2. Không có hai người chọn này thì loại đi. Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Là từ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm. Những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối. Tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quen mất lối. Từ khi đã chót lỡ yêu rồi, anh chỉ muốn gần em mãi thôi. Để anh nôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi. Người yêu ơi, có biết anh đã yêu em rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn nước cho che cho em những đêm lạnh về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Cậu này hát hay là chắc chắn ai cũng công nhận. Cái cậu này có một điều, cách hát giống Hoài Lâm. Cái cách bạn này giống Eric hơn. Mặc dù là cái chất giọng này không giống Eric, nhưng cái cách xử lý giống Eric. Em tên gì? Dạ, em chào anh Nghĩa, em chào mọi người. Thì lời đầu tiên cho phép em giới thiệu, em tên là Đức. Em hiện tại 21 tuổi, quê ở Đắk Nông. Và hiện tại là sinh viên năm thứ 3 của Đại học FPT. Em là anh Đức hả? Dạ, em là Huỳnh Đức ạ. Dạ. Giọng em là cái giọng để nổi tiếng. Hát rất là hay, nãy ca mà tôi mê mẩn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em. Còn bây giờ, mình sẽ đến với vòng thứ 2. Giọng ai, giọng ai. Đường đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em. Hẹn thùng em không nói, em bây giờ mới tuổi.
Gì vậy? Đừng manh động, Tội nghiệp bé, bé mới 15 tuổi thôi. Đừng manh động. Con bé nó mắc cỡ thẹn thùng mới 15 tuổi rồi. Bây giờ nói số 4, số 5, số 6, số 7. Đứa nào làm chúng vậy thở đi đó luôn, khỏi chú. Đã rồi nói vậy đó. Con bé nó thẹn thùng mà. Chè, núp, núp, chè, chè. Tu là tu cọc với biên tập này rồi đó ngang. Khả năng là cái bà trà thơ phải lấy cũng tập bà che miệng mới đó. Không, cổ không hề có một cái sự cố tình làm sai mà là sai từ tâm mà ra. Không có cần biết hát hay đúng, che miệng loại. Bây giờ nghe lời đi. Nghe lời hay đó. Ôi chết. Nghe không? Nghe không? Đúng hai người rồi. Bây giờ người thứ ba nghe lời đi. Dù gì nữa chúng ta cũng phải nên nể mặt người bề trên. Người ta đã phán như vậy rồi thì chúng ta cũng phải nên lưu ý đến cái lời sấm truyền. Tại người ta từ trên cao nhìn xuống mà, đâu phải giỡn. Đúng. Vâng, 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 vâng. Tiếp theo, xin mời bạn số 4. Thôn thiệt kìa anh. Vào nhà thật kìa. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Ủa? Hết rồi hả? Vậy thôi em. Chị bưng cái nhà ra làm chi vậy? Thì đó, khung cửa sổ nè. Cảm ơn em. Ôi, chương trình thật là diệu kỳ, nhiễm màu. Tại sao anh ta lạn vào trong cái ngôi nhà đó? Có cái gì ám ở trong đó mà anh ta hát dở dữ vậy? Tôi thấy dở dữ vậy trời. Thanh Phan, cho tôi một câu. Giữ vững lập trường. Là? Hát không hay. Đúng, lần này tôi theo Thanh Phan. Hát không có hay. Nhưng mà cái cách mà anh ấy ngân ấy, có cái phần nhạc trong đó nha. Cái nét này rồi lại hát không hay thì nó quá là bình thường. Đây là một điều mà chúng ta cứ suy nghĩ vậy. Mệt. Loại. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bạn số 5. Ủa ai vậy? Cái bạn hồi nãy đó không anh? Phụ diễn thôi à. Đường vào tim em ơi băng giá. Chết rồi, hát hay nha mọi người ơi. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Bạn này hát hay á. Vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đi. Vừa rồi hai bạn ấy đang cho chúng ta thấy là một hình ảnh Hà Anh Tuấn và Dũng Đà Lạt. Mà Dũng nó đi rồi thì Hà Anh Tuấn ở lại làm gì? Loại. Trời ơi. Đây Phúc, em nói xem. Không thấy được miệng mà nhép. Tại vì micro của bạn che quá. Em thấy là có vẻ là hát hay. Không lý do gì một người hát hay lại đi đàn cho một người hát hay hát. Ca này khó. Đoạn đầu á là em nghĩ là hát không hay. Nhưng mà xíu nữa em thấy mặt lại sáng sủa, em lại nghĩ hát hay. Nhưng mà cuối cùng Thành nói là chỗ đó phong thủy là thường hát không hay. Vậy là cuối cùng giờ sao em? Em đậu lại được chưa? Rối quá, loại. Tiếp xin mời nàng thơ số 6. Bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nhẹ nhàng. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Trời ơi! Trời ơi trời! Tao chết! Chưa bao giờ mà biên tập mới được gọi tên như một ngôi sao như hôm nay. Trời ơi anh ơi, con biên tập này nó nhận giải biên tập của năm. Đặt bàn tay. Đây là một cú lừa. Đây là một cú lừa. Trời ơi, nó đặt bàn tay lên môi và không bao giờ nó buông xuống. Mà giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào luôn anh. Giữ chặt là nó giữ thiệt chặt. Giữ chặt tiếng nấc là giữ luôn không buông luôn đó. Xuất sắc, biên tập xuất sắc. Trời ơi, chắc tôi chết. Chắc tôi chết, trời ơi. Cô Ngân, cô đang được tôn vinh. Cái bà này á, mà bà cầm cái cuốn tập bà che lại thì nói làm gì đúng không? Mà nghĩ ra cái bài mà đặt bàn tay lên môi xong mà không thèm hạ xuống, ghê. Người nhà biên tập chắc luôn. Loại. Ủa nãy giờ là anh thấy ai em cũng loại hết trơn Thành. Loại hết, lát cho Ường Phúc hát chung với lại anh Tư.
Nhưng không đoán được gì luôn. Quỳnh Anh lần này thì sao? Hồi nãy em nhận xét là bạn hát hay, mà xong rồi em thấy diễn thì em thấy là chết quốc liền anh ạ. À, không có giống một tí nào trong người có nhà. Đó, cái giọng này nó nghiêm túc nha. Nãy giờ mình giỡn giỡn thôi chứ mà nó thật sự rất là khó. Nghe lời đi. Nãy giờ ông nội tôi cũng dám cãi mà nữa. Khẳng định sao? Hát không hay. Chúng ta đến với chàng trai số 7, mời em. Trời ơi, tôi mê nó quá. Ôi chết rồi, hát hay đấy anh ạ. Không em ạ. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài người khờ thương em. Chi vậy trời, để cho tôi chiếc thuyền ở giữa sân khấu đi. Bắt cha nội kia mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, đeo cái chổng ông lên đẩy cái thuyền. Mà ông kia cái xuồng nó giật cái ông cướp mất. Ê anh ơi, sao nó ca hay đó? Không, mà nãy táp không có trúng. Thật ca ra, vui ca vui hò không phải dễ táp. Đúng mặc rồi. Dù táp không trúng hoàn toàn nhưng trúng được những cái nhịp quan trọng. Hồi nãy em nói là hát hay nhưng mà sau cái dòng này thì em lại ngược lại. Thôi đổi đi, đúng rồi. Không hay, cậu này không bao giờ hay được. Em cảm thấy không hay. Cái gì? Không hay. Mà anh mất gì? Ủa sao tự nhiên cá độ ngang ngược vậy anh? Bây giờ là thôi để hỏi luôn đi Út Hoàng Phân. Alo, Út Hoàng Phúc. Bạn thấy thế nào? Bạn này hát hay. Hay đúng không? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để mà hội ý cùng với nhau. Vòng này chúng ta cũng sẽ chọn ra một người hát không hay. 30 giây bắt đầu. Chọn ai? Số 7 đi. Em không biết. Anh nghĩ số 7 là không hay, chắc luôn. Số 7 không hay hả? Mà anh muốn chọn số 4. Em muốn chọn số 4? Đúng em rồi. Em chọn số 4. Số 4 đi. Em chọn số 4. Ok, dạ, dạ. Xin mời ý kiến từ gia đình Trường Giang. Gia đình tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Chúng ta nên mua những căn nhà ở, nó phải gọi là giáp ranh quận nhất. Chúng tôi chọn chỉ có bến Nhân Đồn thôi. Bến Nhân Đồn. Chết cha. Quận tư. Gia đình em ngược hoàn toàn. Với sự quan sát khôi hài của Thánh Phán, cô ta vẫn khẳng định đặt bàn tay lên môi là quận 6 đang có vấn đề. Và Ương Hoàng Phúc thì lại thấy là phố đi bộ đang rất đông đúc, và anh ta muốn giải tán đám đông đó. Vì vậy cho nên hãy một lần nữa quẩn tù xì đi nào. Nghe lời đi. Hả? Nghe lời đi hả? Bà nói không cãi bà được. Thôi sao Phúc quyết định luôn, nhưng mà hả, không đúng đâu. Theo Phúc là sai đó. Bà nói vậy làm sao cãi nữa. Ừ. Số 6. Phúc đồng ý không? Đồng ý số 6 luôn. Số 6. Xin mời số 4 hát trước. Không có tí cảm xúc gì luôn. Cái nhân vật huyền thoại này lúc vòng 1 thấy rất là có niềm tin là hát hay. Tại sao anh ta lạn vào trong cái ngôi nhà đó? Hát không hay. Đúng. Lần này tôi theo Thánh Phán, hát không có hay. Lúc mà diễn thì em thấy anh ấy bàng hoàng lắm, nhưng mà cái cách mà anh ấy ngân ấy, có cái phần nhạc trong đó nha. Là ông cố diễn hết rồi. Chứ thực ra nó hay. Người dân với tôi sắp chân đã bao đầu mưa dãi nắng. Người dân với tôi sắp chân đã bao đầu mưa dãi nắng. Đổi lấy con tôm ngọt như chứa mẹ ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt dòng phù sa. Đừng quá chung cách có người ngang qua, tùa chế tùa hia của ta lìa lề. Trời đại tâm tâm người bạn cơ me, nghe hát điều khê và điều múa long
thôn khắp xa bay còn đâu na còn ơi ngày quê hương sóc trăng lý che làng hà giờ gợp bóng dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau chăng lý che làng vừa gặp bóng dù đi một biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa đừng qua trùng thánh có người ngang qua đùa chết đùa hiên ô tá lìa thuyền về đại tâm thăm người bạn cơ me nghe hát kiều kê và điệu múa lâm thôn sắp xa bay mòn đâu na mòn ơi đây em ơi giới thiệu tên mình đi nào. Dạ em tên Trần Quốc Sơn. À Trần Quốc Sơn tên thường gọi trên YouTube là Thánh Ham Hát. YouTube em được mệnh danh là Thánh Ham Hát. Vì sao em? Tại em ham hát cho nên ta kêu bằng Thánh Ham Hát. Mà em hát vậy luôn đó hả? Thiệt sự vậy luôn đó hả? Anh ơi là nãy giờ cái mặt mình vậy là ham muốn rồi đó hả? Đó là cái mặt ham muốn á. Dạ em đam mê ca hát lắm mà gia đình em không ai cho em ca hát giống bạn nữa. Thật ra là anh được không? Dạ mình đúng đó anh ạ. Cái bài mà anh thuộc nhất, mình hát tốt nhất, hay nhất là bài gì? Bài Áo Mới Cà Mau. Hay, hay, bài đó hay, hát đi anh. Thì trẻ hát giống nãy thôi, nghe nói Cà Mau xa lắm. Ê, chắc vậy đó. Phải không? Thử đi. Nghe nói Cà Mau. Nghe nói Cà Mau. Thôi y chang rồi Giang ơi, chắc không cần phải test nữa đâu Giang. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay, Thánh Ham Hát. Tiếp theo, xin mời em gái số 6. Mê quá mê. Bạn số 6 đó là một kỳ quan à. Em nhìn em cảm thấy rất kỳ lạ. Rất là kỳ cục và em cảm thấy rất là kỳ thú ạ. Hồi nãy em nhận xét là bạn hát hay mà xong rồi em thấy diễn em thấy là chất quốc lên anh ạ. Micro thì cầm xa tiết mù khơi xong rồi đứng đếm nhịp dò xong đi vô để diễn tay run run. Nó không có giống nha, một tí nha. Nào trong người có cố nhà. Đó. Nghe lời đi. Khẳng định sao? Hát không hay. Về đi em, về cho
còn thôi em, mùa xuân đã xa rồi, hạ thu đông đời em vẫn đơn côi, còn không em còn đâu nữa môi cười, mình phung đã xa rồi từ như cánh hoa xưa. Không thể tin luôn á, đã xin còn hát hay nữa, làm gì có nhiều Phạm Quỳnh Anh như vậy chứ. Không thể tin luôn. Giả bộ phán xong rồi không chịu trách nhiệm. Em làm nghề gì? Dạ, con đang là học sinh ạ. Ồ, học sinh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con đang học lớp 11. Lớp 11 là mới có 17 tuổi thôi. Vậy là con còn nhỏ quá. Con tên gì? Dạ, con tên Nguyễn Ngọc Khánh ạ. Nguyễn Ngọc Khánh là học sinh lớp 11 trường nào? Dạ, trường Trung học Phổ thông Kiệm Tân. Kiệm Tân. Là ở đâu em? Dạ, con ở dưới Gia Kiệm, Đồng Nai ạ. Rồi, cảm ơn con đã đến với chương trình, Ngọc Khánh. Con cảm ơn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, vòng lộ diện. Bây giờ chỉ còn có 3 người bạn mà thôi. Chúng ta sẽ có 30 giây cho mỗi đội để phỏng vấn, nghe giọng thật của họ và chúng ta đoán. Mời đội Trường Giang trước nào, 30 giây bắt đầu. Muốn hỏi gì hỏi? Nhanh lên. Bạn nữ, giới thiệu về bản thân cho quý anh thử nghe giọng xem nào. Dạ Loan. Đúng rồi. Giọng này ta nói nhiều vậy. Hơn đúng không? Em phải đếm từ 1 tới 10. 1, 10 à. Không, có vẻ hẳn là em thấy bạn này trong giọng nói có âm nhạc, có vẻ hay. Bạn áo xanh mấy tuổi rồi? 21. Bên đây nè. Hết giờ. Ừ. Nó liếc luôn, nó không muốn trả lời luôn. Chưa kịp hỏi tới nhỏ mà giờ đội trưởng Thành hỏi nè. Bắt đầu. Em thích chị Lê Giang không? Em thích hát với anh Đường Hoàng Phúc không? Lấy cái mi trả lời. Em thích hát với chị Phạm Quỳnh Anh không? Đi về nha. Em ơi, chân mày của em vẽ hay là điêu khắc vậy? Ủa sao kỳ vậy, gấp đầu không vậy? Không nói là thì phải hỏi cái gì để bây cho hỏi cho thấy... hỏi cho nói thì thôi. Hỏi vẽ hay điêu khắc? Bắt đầu sao biết vẽ hay điêu khắc? Mi bên kia cầm. Nói đi em. Vẽ. Vẽ. Loại. Gì vậy? Coi thường người chơi. Coi thường celeb. Coi thường thánh bề trên. Hết giờ. 30 giây của các bạn có ý nghĩa ghê đó. Đó, bây giờ trong 3 nhân vật này các bạn phải chọn ra cái người mà các bạn nghĩ rằng hát hay để hát cùng với ca sĩ nhà mình nha. Thời gian hội ý 30 giây bắt đầu. Hội ý gì nữa hội ý? Rõ ràng. Hội ý luôn. Nghe Thánh nói nè. Thánh nói đi. Số 1 á. Thủy trường số 1 đó. Nãy là nói sai rồi đó. Thánh mới nãy là phán sai lắm luôn rồi đó. Bà nấu luôn cái câu bắt buộc của bà đi. Nghe lời đi. Đó. Nghe lời đi. Nãy Thánh phán sai cho nên đừng tin Thánh nữa nha. Thôi quyết định đi. Thì mình vẫn thấy hai bạn này số 1 và số 7 đó. Nếu mà giọng nam thì có lẽ là nên chọn bạn nam. Đúng rồi. Vậy thì thôi, nữ là chắc chọn bạn nữ rồi. Đúng rồi. Chứ gì nữa. Em sẽ chọn bạn số 1 rồi. Số 5. Số 1 đó. Về đi. Số 7 đi. Số 7 là bạn này đúng không Phúc? Đúng rồi. Rồi, như vậy là Phúc sẽ chọn bạn số 7. Còn Quỳnh Anh? Dạ, số 1 ạ. Số 1. Chúc mừng em. Và trong chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Rồi, em không ai chọn mình. Vậy thì bây giờ mình được hát cái bài hát của mình mang đến đây. Hát thật hay em nha. Em thấy là có vẻ là hát hay. Hay. Không hay. Tất cả chỉ là diễn xuất. Nói với bất động sản, khu vực quận 5 là một cái khu vực mà những anh chị có máu mặt hát dở của chương trình hay ghé tới. Em thì em thấy bạn này sẽ hát không hay. Chỉ cảm nhận là nhìn thấy khẩu hình của bạn là mình cảm nhận thôi chứ không chắc chắn lắm. À. Dường như ai đó ngăn qua lối về, lứa soi em đẹp. Dường như chỉ như ai đó ngăn qua lối về, lứa soi
êm đềm, dường như chẳng như ai đó ngăn qua lối về. Nữa gió êm đềm, dường như trong gió đông đen nói gì lắng nghe dùng tôi, dường như đâu đó nghe trong gió hòn tiếng hát mơ màng, dường như em đã lên không qua đây dịu tàn tóc mai. Bây giờ bây giờ đó, bây giờ bây giờ nghe như là ca thiết tha êm đềm một chiều em nghe. Dữ nữa. Đây cả bay trong làn gió. Phải chi mình nhẹ nhàng từ làn mây, lửa gió êm đềm. Phải chi mình dịu dàng đôi nụ hoa, nở trong bình minh. Phải chi mình nguyên thật mềm và xuân, dòng xanh trong chiều. Đời mẹ vẫn bay giữa bầu trời xanh, đường say cùng gió với mây. Ai đó ngân qua lối về, lửa gió êm đềm. Dường như trong gió tóc đánh nói gì lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió hò đi hát mơ màng, dường như em đã lên thăm qua đây dịu tan tóc mai. Mệt rồi. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm một chiều em nghe tóc hát. Mệt rồi, mới nói nghĩa là mệt rồi. Mấy này mất, cười nè. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm một chiều em nghe tóc hát sẽ mơ màn buổi chiều mây trôi lững lờ lời ca bay trong làn gió. Phải chi mình nhẹ nhàng từ làn bay lửa say em đêm, phải chi mình nhẹ nhàng từ nụ hoa nở trong bình minh, phải chi mình mềm thật mềm vẫn thôi sao sẽ trong chiều. Cảm ơn hai đêm gái. Hai đêm gái ngày hôm nay nhảy hai bài hết sảy. Còn em làm chi cái lố thì mệt. Mà em dễ thương khủng khiếp luôn em. Em hát bằng cái nội lực của mình thật sự. Em tên gì? Cưng thật sự. Chào anh Lê Nghĩa, em chào sáu anh chị và chào tất cả mọi người. Em tên là Hồ Thanh Toán. Hồ Thanh Toán hả? Hồ Thanh Toán. Dạ. Thanh Toán à. Dạ đúng ạ. Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Sài Gòn và là nhân viên tư vấn fitness. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Chào em. Dễ thương quá, cưng quá. Còn bây giờ Quỳnh Anh chọn cô gái số 1, cô ấy hát như thế nào? Đây là bạn Hồ Thanh Lý. Mời bạn Quỳnh Anh. Em phải thức bao nhiêu đêm
qua chiếc nón em thấy nhép sai đó. Em cảm thấy cổ không hề có một cái sự cố tình làm sai mà là sai từ tâm mà ra. Phúc thì Phúc thấy bạn này sáng đó, cũng xinh đó. Phúc nghĩ là bạn này hát không hay. Anh ơi, mình về đội nhau đi nào. Bây giờ nghe lời đi, hát lời hay đó. Không có một miếng nhạc nào trong người đơn bài này mà hát hay thì đúng là bà siêu diễn luôn á. Mà em nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng trên nơi quang thề. Cảm ơn Quỳnh Anh. Em tên gì cho anh biết nào?
Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến anh Đại Nghĩa, các anh chị nghệ sĩ cùng toàn bộ khán giả đang có mặt tại trường quay ở đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Kiều Loan, năm nay em 24 tuổi và em là một fan của chị Phạm Quỳnh Anh từ rất là lâu rồi ạ. Thank you. Cảm ơn em vì đã hát hay. Công việc thật của em là gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu thì hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng cũng như là ca sĩ tự do. Cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta chào tạm biệt nhau nha, một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ mới ghê nè, bây giờ mới ghê nè. Nãy giờ từ đầu chương trình tới giờ mấy người hát hay rồi ta? Ba người rồi. Vậy thì cái anh chàng cuối cùng này, cái xác suất mà hay với vợ đó 50-50. Nếu mà Tinh Hành Lang đúng là đúng. Bỏ đó Tinh Hành Lang đi Thư ơi. Tinh Hành Lang ơi. Thư ơi, Tinh Hành tôi chưa đủ. Mời Ưng Hoàng Phúc cùng chàng trai điêu khắc chân mày số 7. Mà cậu mày dễ hát như chân như là một bức tranh điêu khắc. Mà đúng rồi. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc anh mắt đó chạm vào trái tim tôi. Trời ơi. Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Em là hát không hay nha. Giang nói không hay, tại sao vậy? Vì không có niềm tin. Ê anh ơi. Sao? Nó ca hay đó. Nhưng mà nãy táp không có trúng. Thật ra hò không phải dễ táp. Đúng rồi. Dù táp không trúng hoàn toàn nhưng trúng được những cái nhịp nhịp quan trọng. Vì nãy giờ em toàn đồng ý với cả Thành không mà toàn trái ngược với anh Giang không à? Hồi nãy em nói là hát hay nhưng mà sau cái dòng này thì em lại ngược lại. Phúc nghĩ là bạn này thích làm nghệ thuật lắm. Bạn này sẽ hát hay đó. Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu em. Mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Tôi xin em và tôi khuyên em cũng không thôi. Vì tôi là chàng trai dễ thương. Tôi xin em và tôi khuyên em cũng không thôi. Vì tôi là chàng trai dễ thương. Tôi xin em và tôi khuyên em cũng không thôi. Vì tôi là chàng trai dễ thương. Yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Chẳng bao giờ thờ này nói dối em đâu. Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình. Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu. Vì tôi là thằng khờ thủy chung. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời. Và tôi thề tôi hứa có muốn trăng giờ chứng nhận cho tình tôi. Còn khi nào em nghe tôi, để tôi tin em một lần thì tôi còn chờ đợi em. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời. Và tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi. Trước khi nào em nghe tôi, để em tin tôi một lần thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Tôi xin em và tôi khuyên em cũng tin tôi. Vì tôi là tràn khờ dễ thương. Yêu anh như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối em đâu.
vì yêu là tôi đã nói hết chân tình. Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu, vì tôi là thằng khờ thủy chung. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời. Có muốn trăng sao chứng nhân cho tình tôi. Còn khi nào em nghe tôi, để tôi tin em một lần, thì tôi còn chờ đợi em. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời. Và có thể tôi hứa tôi luôn yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi. Còn khi nào em nghe tôi, để em tin tôi một lần, thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời. Và có thể tôi hứa tôi muốn chẳng sao chứng nhân cho tình tôi. Còn khi nào em nghe tôi, để tôi tin em một lần, thì tôi còn chờ đợi em. Tôi sẽ bên em suốt đời. Và có thể tôi hứa tôi luôn yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi. Còn khi nào em nghe tôi, để em tin tôi một lần, thì tôi còn chờ đợi em. Phúc này ngon à. Thích quá phải không em? Hát chung nhánh Phúc thích đúng không? Nó mê mà ra mặt luôn. Cảm ơn Phúc. Hát rồi. Xong cái dúi cái mặt như nách, người ta kêu hung cái không chịu. Thơm. Thơm trời đất thằng quỷ. Cái còn kêu thơm mới là thứ gớm không? Ừ đất ơi. Tên gì? Nói nghe. Nãy giờ thấy hai người mê của Phúc rồi đó nghe. Ừ. Hai người mê rồi đó. Dạ, em tên là Bùi Thanh Lộc ạ. À. Facebook của em là Bùi Thanh Lộc nha mọi người. Trời ơi, hồi nãy thằng kia thanh toán rồi thanh lọc. Mà hai đứa đều yêu Uông Phúc nha. Ờ nha. Trời, bao nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em vừa chồng 19 tuổi ạ. 19 tuổi, nhỏ xíu xìu xìu luôn. Làm con đi học hay sao em? Dạ, em nghỉ học năm lớp 9. Và bây giờ em đang đi học làm nail ạ. Ơ, thiệt hả? Thấy không? Thấy không? Nói chính trời xác ơi, không? Trời ơi, Thành ơi, thiệt có xuất sắc. Mà mê làm nail hả? Dạ không, thật sự thì em do hoàn cảnh gia đình có những cái biến cố. Nhưng mà hôm mà chương trình nó giờ trì quá, em kể ra nó có bị buồn không? Kể đi. Kể lướt đi. Dạ kể lướt. Kể lướt thôi. Dạ nói chung là biến cố. Rồi xong, hay quá. Hay quá, xuất sắc. Mà mê anh Phúc đúng không? Dạ, thật sự thì lúc em còn nhỏ, nhỏ xíu. Xíu không? Nhỏ xíu. Nhỏ xíu nha. Dạ, nhỏ xíu thì nha. Thà rằng như thế rót vào tay em mỗi ngày. Rót vào tay em. Dạ không chỉ như thế. Không chỉ như thế. Không chỉ nha. Như thế thật sự thì bài bụi bay vào mắt nó cũng rót vào tay em. Rót vào tay em luôn. Rót vào tay em. Hồi xưa lúc mà anh chị về chỗ em diễn là có đi coi không? Dạ không. Lúc em còn nhỏ quá chưa có tiền mua vé. Dạ câu hỏi cuối nè. Ai vẽ cái chân mày? Dạ chị make up của chương trình. Chị make up. Em thường nhỏ quá. em không dám nói, em sợ chị vẽ bự hơn nữa. Kiểu duyên quá. Mày có duyên không bộ? Em nhìn thấy nhưng mà em rất là sợ em luôn. Nhưng mà em không dám nói. Không sợ. Đẹp mà. Em sợ chị không đánh khó cho em á. Duyên của anh đó. Có duyên nha, này có duyên á. Nè, sắp tới có thích chương trình hài đó, đăng ký đi. Bây giờ nè anh chị nè, em nghĩ bên tìm Đồng Tháp đi, hôm qua bên tìm chị Lê Giang làm. Anh tài trợ em liền. Anh tài trợ em liền. Nhận vô làm nail mà tài trợ gì? Đang học. Hả? Đang học. Bây giờ học xong nail ha. Em muốn hay không thì gặp anh nói chị Giang nhận em liền luôn. Nhưng mà làm sao gặp anh? Một lát anh sẽ cho em số điện thoại. Thôi xanh. Nói là làm. Nói là làm. Cảm ơn lời hứa hẹn của Trấn Thành dành cho bạn ấy nha. Cảm ơn em. Mời em có nghe bài hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều của anh Phúc chưa? Không, khả năng sau này của em là anh nghĩ anh Trấn Thành đã nhìn ra được rồi đó. Em sẽ thành một diễn viên hài đẹp trai mà hát hay. Đẹp trai hả anh? Ừ. Em đẹp mà. Dạ. Bôi cái chân mày đi em ok lắm. Em sẽ đổi make up. Ok. Nhớ đổi chút xíu thôi nha. Dạ. Chút xíu thôi. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người chúng ta lên sân khấu nào. Thưa quý vị, hai bạn có mặt tại vòng đặc biệt, mỗi bạn sẽ nhận cho mình một giải thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Hai ca sĩ khách mời Ưng Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh, mỗi người sẽ là một giải thưởng 25 triệu đồng. Cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay.
Khả Như, Anh Thư, Ưng Hoàng Phúc và Quang Trường Giang Tử Thành đã đến tham gia chương trình. Chào và hẹn gặp lại.